Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các phóng sự về việc triển khai chuẩn bị đại hội đại biểu mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố và những đổi thay phát triển ở phường đô thị ven biển Cửa Đại sau 20 năm chia tách thành lập. Song trước hết là nội dung các tin đáng chú ý sau đây. Thành ủy Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm qua, cùng với sự phục hồi ổn định của nền kinh tế và sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác xây dựng đảng trên địa bàn thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được phát huy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến, nhất là trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng. Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 134 đảng viên mới, có hơn 95% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thành ủy đến các ủy cơ sở đã kiểm tra 64 tổ chức đảng và 291 đảng viên, giám sát 41 tổ chức đảng và 144 đảng viên. Công tác vận động quần chúng gắn với xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình dân vận khéo được chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tại hội nghị, Thành ủy Hội An đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy, vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng, trao bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Nam, giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và nhiều năm liền. Năm 2023, tại Hội An, thị trường bán lẻ khởi sắc so với năm 2022. Tình hình trật tự kinh doanh trên địa bàn thành phố cơ bản được chấn chỉnh, dần đi vào trật tự nề nếp. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì hoạt động. Công tác đào tạo nghề và các hoạt động khuyến khích phát triển sản phẩm theo hướng xanh, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng luôn được thành phố quan tâm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2023 theo giá hiện hành đạt 715,4 tỷ đồng, tăng 9,66% so với cùng kỳ và đạt 100,11% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành thương mại đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 7,37%. Cũng trong năm 2023, Hội An có 4 sản phẩm được phân hạng OCOP 3 sao và 3 sản phẩm được công nhận lại hạng 3 sao. Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 9 sản phẩm tại Hội An là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Nam. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập phường 12 tháng 1 2004, 12 tháng 1 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cùng với lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, Ủy ban Nhân dân phường đã công bố biểu trưng logo kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường, ra mắt trang Zalo Official Account Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An, nói chuyện chuyên đề Cẩm An với du lịch bền vững, đánh thức tiềm năng. Phường đã khánh thành gắn biển công trình, nâng cấp hệ thống vỉa hè và cống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Vinh, khối phố An Bàng với giá trị thi công trên 5,7 tỷ đồng. Gắn biển công trình cải tạo cảnh quan sang nền trụ sở Ủy ban Nhân dân phường hơn 600 triệu đồng. Dịp này, phường Cẩm An còn tổ chức hội chợ triển lãm các sản phẩm du lịch, dịch vụ Cẩm An và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như đua thuyền truyền thống, giải bóng đá, hội diễn văn nghệ, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay các cấp ủy đảng và ban thường trực ủy ban mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Hội An đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu mặt trận nhiệm kỳ mới 2024-2029. Sau đây chúng ta cùng theo dõi phóng sự ghi nhận. Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 1 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thanh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã gồm 5 vị và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 12 đại biểu chính thức, một dự khuyết. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức đại hội mặt trận của thành phố Hội An và là đại hội điểm theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố. Đây là niềm vinh dự đối với mặt trận của xã, cũng là trách nhiệm là đối với mặt trận của xã, nhiệm vụ mặt trận của xã trong thời gian qua, và
tài sản tập trung các bước chương trình để tổ chức trong các đại hội quốc tế. Cùng với sự chuẩn bị tốt nội dung văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị, thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự. Ủy ban mặt trận xã còn phát động sâu rộng phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, trước, trong và sau đại hội. Triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng đại hội như ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan giao thông nông thôn, xây dựng các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ủy ban mặt trận xã đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cam Thanh và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An. Sau khi có cái thông tri của Thành ủy Hội An, thì Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có công văn tập trung chỉ đạo cho đối với mặt trận của xã cũng như đối với tất cả các chi hội ở dưới các thôn để tổ chức đối với toàn bộ các nội dung kế hoạch chương trình cũng như đó là về công tác nhân sự để đảm bảo theo đối với cái yêu cầu nhiệm vụ ở bước hiện nay. Nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ sâu sát của Đảng ủy xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố, Ủy ban Mặt trận xã Cẩm Thanh đã phát huy được vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm về số lượng và điều kiện hoạt động để phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2024-2029. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thanh lần thứ 12 được chọn là đại hội điểm của thành phố. Và chúng tôi đã thực hiện theo các hướng dẫn của cấp trên để chỉ đạo cái nội dung, cách thức tiến hành đại hội và tổ chức đến ngày giờ phút này là thành công tốt đẹp. Các cái nội dung chương trình đã thực hiện đúng như dự kiến và đúng đảm bảo cái hướng dẫn của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau cái đầu lần này thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo và dự kiến theo cái chỉ đạo của Thường trực Thành ủy thì chúng ta sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong nửa đầu tháng 4 năm 2024 để chuẩn bị cho đại hội Mặt trận thành phố vào tháng 5 năm 2024 theo kịp cái tiến độ chỉ đạo chung. Hiện các xã phường đang tiến hành hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Đến nay, đã có khoảng 60% thôn khối phố trên địa bàn thành phố đã tổ chức xong hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đang xây dựng quy trình và triển khai chuẩn bị để sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ tiến hành đồng loạt đại hội đại biểu mặt trận ở các xã phường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 về việc chia tách và thành lập phường Cửa Đại và phường Cẩm An từ xã Cẩm An cũ. Hành trình 20 năm là chặng đường đổi thay và phát triển đáng nhớ của vườn đô thị ven biển Cửa Đại Hội An. Mời quý vị và các bạn cùng xem phản ánh của đài chúng tôi. Ngày 12 tháng 1 năm 2004 là dấu mốc đáng nhớ của Đảng bộ và nhân dân phường Cửa Đại. Đúng ngày này, cách đây 20 năm, Chính phủ ban hành Nghị định số 20 về việc chia tách và thành lập phường Cửa Đại từ xã Cẩm An cũ. Hành trình 20 năm qua, Cửa Đại đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tạo sự đổi thay nhiều mặt của phường đô thị ven biển. Có thể nói rằng những kết quả đạt được trong 20 năm qua là một trong những thành tựu hết sức quan trọng. Ngoài cái việc cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, trong đó có sự hỗ trợ của các cấp, nhất là sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của thành phố, cái sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong thời gian 20 năm và qua đó góp phần xây dựng Cửa Đại là phường ven biển giàu đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện. Ngành dịch vụ du lịch của phường phát triển tương đối nhanh và đồng bộ, khẳng định là ngành kinh tế hàng đầu. Khi mới chia tách, phường Cửa Đại chỉ có 2 khách sạn, nhưng đến nay toàn phường có 39 cơ sở lưu trú, homestay, biệt thự du lịch và khách sạn. Hàng năm thu hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng. Các hoạt động dịch vụ trong dân cũng phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với thời điểm phường Cửa Đại được thành lập đến bây giờ là 20 năm, cũng là cái thời điểm mà chúng tôi đã làm cái tour du lịch ở địa phương. Và cùng với thời điểm này, tôi nghĩ rằng du lịch cũng đã mang là một cái khởi sắc, nó mang lại cho đời sống của người dân rất là tốt đẹp.
từ một làng chài nghèo khó, bây giờ cửa đại về mặt về văn hóa, xã hội, kinh tế, đời sống đổi thay rất là nhiều. Với cái một xu hướng là một thành phố sinh thái du lịch, văn hóa du lịch của Hội An là hướng, thì cửa đại cũng sẽ là một cái hướng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ phát triển rất là tốt. Tôi tin rằng du lịch sẽ đến với lại cửa đại ngày càng đông hơn khi mà biển cửa đại được phục hồi. Cùng với việc phát triển ngành kinh tế du lịch dịch vụ, lãnh đạo phường cửa đại còn thường xuyên chú trọng chỉ đạo và tạo điều kiện phát triển nghề đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Là nghề truyền thống gắn bó bao đời với cộng đồng cư dân địa phương, nghề khai thác hải sản của cửa đại trong thời gian qua đã phát triển theo hướng công nghiệp với tàu thuyền có công suất lớn, trang thiết bị khai thác hiện đại, đủ sức vươn khơi xa, bám biển dài ngày. Ngành nghề đánh bắt quanh năm gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, bình quân công suất tàu thuyền của phường đạt 247,8 sức ngựa trên một chiếc, tăng gấp 11 lần so với 2 năm trước. Cạnh đó, các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng được tạo điều kiện đầu tư phát triển như dịch vụ hậu cần nghề cá, may mặc, mộc, cơ khí, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách của phường năm 2023 đạt trên 12,175 tỷ đồng, gấp 8,2 lần so với năm 2004. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 50 triệu đồng. Toàn phường đã xóa được 29 hộ nghèo và hiện chỉ còn 4 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, chiếm 0,29% tổng số hộ gia đình. Trước đây thì theo thấy là tàu thuyền và cái động cơ cái tàu thuyền là rất là chi là nhỏ, nhưng mà hiện nay thì từ 2015 đến nay thì rất là thay đổi rất nhiều, và để tiến khai thác vùng khơi, vùng lở, vùng lộng rất là có hiệu quả. Là địa phương xuất phát điểm thấp về hạ tầng đô thị, nhưng 20 năm qua, cửa đại đã đầu tư nâng cấp, tạo đổi thay đáng kể bộ mặt đô thị phường ven biển. Từ chỗ còn 45% đường đất khi mới thành lập, nhưng đến nay, hầu hết các tuyến đường đã được thảm nhựa và bê tông hóa. Nhà ở của nhân dân cũng được xây mới kiên cố, vững chắc, vừa là nơi cư trú gắn với phòng chống thiên tai, dông bão. Toàn phường không còn trường hợp nhà tạm bợ. Hệ thống điện chiếu sáng được đưa đến tận khu dân cư, phục vụ tốt cho từng hộ gia đình. Các phương tiện và dịch vụ thông tin liên lạc cũng phát triển mạnh. Các công trình công cộng, phúc lợi dân sinh như trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, khu thiết chế, chợ, trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư xây dựng và nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đời sống tinh thần của nhân dân. Đây này phải nói là đường xá, giao thông, nông thôn ở từng khu phố nói chung mà nói riêng phải thì nói chung là đầy đủ, phải nói không trâu. Cho nên từ đó phải nói rằng cái diện mạo của cái phường ở đây nói chung là khu phố phải nói rằng phải nói tí phát triển mạnh. Thứ hai đến giờ thì không có nhòi tanh tay rứa lá, không có. Chỉ toàn bộ là ít tệ nhất là cái bông, còn là cái cô tặng. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, kế thừa thành quả đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong 20 năm thành lập đơn vị hành chính mới 2004-2024, Đảng bộ và nhân dân phường Cửa Đại quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng phường Cửa Đại trở thành đô thị ven biển giàu đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện, góp phần cùng thành phố xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.